Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi mão chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi mão tháng 6 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Có thể nói rằng sự nghiệp của người tuổi mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch này gặp khá nhiều may mắn do có sự giúp đỡ của tam hợp. Bạn nên nắm lấy cơ hội này để chinh phục cái đích mà mình đã đặt ra từ khoảng thời gian trước đó. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa mà bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi bạn được nhiều người giới thiệu cho những thời cơ đáng quý thậm chí định hướng giúp để sự nghiệp phát triển theo chiều hướng đúng đắn phù hợp khó khăn là không tránh khỏi trên con đường đi đến thành công xong bạn cũng không cần phải quá lo lắng mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết bạn bè đồng nghiệp sẽ luôn xuất hiện kịp thời giúp bạn hóa giải nguy cơ có sự giúp đỡ của nguyệt lệnh lâm quan việc mà bản mệnh cần làm trong khoảng thời gian này chính là lập ra những kế hoạch phù hợp với thực tế và năng lực của bản thân rồi cố gắng hết mình để hiện thực hóa điều đó đừng sợ vất vả bởi công sức của bạn sẽ được trả công thật xứng đáng tuy nhiên dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh bản mệnh vẫn cần phải cẩn thận trong từng công việc mình làm chớ thấy thuận lợi mà tỏ ra lơ là tạo ra sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng Đặc biệt với những người trẻ tuổi, còn thiếu kinh nghiệm thì lại càng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, chớ nên nhẹ dạ cả tin nghe theo lời rủ dê của những người không thân thiết. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mão âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mão âm lịch, bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này nhờ có tam hợp nâng đỡ bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những loại mặt hàng mới giúp phát triển quy mô làm ăn tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình để có thể làm giàu bạn cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường bạn cũng chớ nên ảo tưởng về năng lực của bản thân mà nên biết khả năng của mình đến đâu để lập ra những kế hoạch phù hợp chớ chạy theo những điều phù phiếm mà dễ chuốc lấy thất bại khiến bản thân mệt mỏi mà thành quả thì không như ý nguyệt lệnh lâm quan cho thấy thực tế thì bạn không cần phải chạy theo những điều quá cao xa viển vông chỉ cần chăm chỉ cần mẫn làm tốt công việc của mình thì dù là người làm công ăn lương hay người đầu tư kinh doanh cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương tiền thưởng như ý Cần lưu ý, tháng này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, điểm báo tiểu nhân quấy phá xuất hiện. Bạn chớ nên lơ là nhiệm vụ, khiến kẻ xấu nhìn ra sơ hở để lợi dụng. Hãy nghiêm túc trong mọi việc từ việc lớn đến việc nhỏ, sẵn sàng nhận trách nhiệm và nhận lỗi sai, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người và khiến kẻ tiểu nhân không tìm được cớ hãm hại. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tình duyên nhờ có các quan hệ xã giao hài hòa mà tam hợp mang lại người tuổi mão có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng với người độc thân quan trọng là bạn phải mở lòng mình để cho đôi bên một cơ hội có thể ngay lúc đầu bạn chưa nhận được sức hấp dẫn của đối phương song quá trình trò chuyện lâu dần sẽ khiến hai người thêm hiểu và yêu mến nhau thiên nguyệt hung tinh tác động khiến bạn thường có những suy nghĩ muộn phiền bất an lo lắng không dám chấp nhận tình cảm của người khác tuy nhiên bạn cần hướng mình đến những điều tích cực hơn không ngại chia sẻ với người khác bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm và sẵn sàng cho ai đó một cơ hội với các cặp đôi ngũ hành tương khắc cảnh báo những mâu thuẫn bất đồng có thể nổ ra bất cứ lúc nào hai người cần bình tĩnh hơn khi trò chuyện và trao đổi với nhau không cố tình dùng lời nói để công kích hoặc gây tổn thương cho đối phương nếu còn thấy quý trọng mối quan hệ của hai người thì bạn đừng ngại chủ động xuống nước chấm dứt căng thẳng khiến bầu không khí gia đình lại hài hòa như xưa tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi mão không được lý tưởng do chịu tác động của thiên nguyệt hung tinh. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy ưu tư, muộn phiền vì những việc nhỏ nhặt. Đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bất an, lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, ốm đau, bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi chứ chớ nên làm việc cố gắng quá sức. Trong trường hợp cần thiết cần đi khám bác sĩ, khám định kỳ để phát hiện những nguy cơ bệnh tật. Trong đời sống hàng ngày, bạn nhớ giữ nếp sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng dinh dưỡng và tập những bài thể dục phù hợp với thể lực của mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão trong tháng. Âm lịch năm 2021 1 tân mão thuộc mệnh mộc nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết xã giao thuận lợi công việc có những bước tiến triển đáng mừng quý nhân hợi mùi tiểu nhân dậu thìn màu sắc may mắn xanh da trời trắng 2. quý mão thuộc mệnh kim nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết đề phòng người khác chớ để mắc bẫy kẻ tiểu nhân quý nhân tuất dần tiểu nhân tý ngọ Màu sắc may mắn: xanh lá cây, xám. 3, Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết: có cơ hội kiếm tiền, cần tự tin nắm bắt thì mới có thể làm giàu. Quý nhân thìn hợi. Tiểu nhân dậu tí. Màu sắc may mắn: vàng, xanh dương. 4, Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết: tình duyên nở rộ, được nhiều người quan tâm yêu mến quý nhân mùi tuất tiểu nhân thìn ngọ màu sắc may mắn tím xanh nước biển năm kỷ mão thuộc mệnh thổ nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết vợ chồng xung khắc hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác quý nhân dần thìn tiểu nhân mão tị màu sắc may mắn xanh lá cây nâu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại